Donald Trump nói nhóm Mueller sẽ can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ. Tổng thống Donald Trump đã nói vào thứ Ba rằng cuộc điều tra Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống của Robert Mueller sẽ mang lại lợi ích cho đảng Dân Chủ cho cuộc bầu cử vào giữa nhiệm kỳ lần này. Tuyên bố của Donald Trump là cuộc tấn công mới nhất của ông, tin rằng cuộc điều tra Nga là một động cơ chính trị. Donald Trump đã đăng trên Twitter mà chúng tôi tạm dịch như sau. 13 người giận dữ thuộc đảng Dân Chủ, cộng với những người đã làm việc 8 năm cho Obama, đang làm việc trong cuộc điều tra về Nga, sẽ có được lợi trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Tuy nhiên, đảng Cộng Hòa vẫn đang dẫn đầu cuộc thăm dò này. Việc Donald Trump sử dụng từ rigged trong tuyên bố đăng trên Twitter gợi nhớ đến việc ông thường sử dụng từ này đối với bà Hillary Clinton trong cuộc thăm dò ở cuộc tranh cử vào năm 2016 nhằm nâng cao những nghi ngờ về kết quả bầu cử.